Hai chào nhau vào xỉa lơ mình từ lúc anh chị tám giúp quay trở bạn là trong video ngày hôm nay cái gì nhỉ, Noel thật là đến rồi các bạn ạ, trong quý vừa 98 rồi nhá. Hôm nay thì mới là ngày 18, chúng ta còn 7 hôm nữa thì mới đến chính thức là đến Noel của năm 2020. Thì event này thật ra cũng không phải gọi là event Halloween đâu, vì nó mới có khung nền và các event gọi là tiền Noel đấy, tiền Christmas đấy. Tiền đây không phải là tiền đâu, dù là event này nó liên quan khá nhiều đến tiền, chính là event đầu tiên các bạn ạ. Các bạn nào gần như là ai cũng sẽ được tham gia các event này thôi, các bạn vào trong game thì thấy gói đầu tiên của các bạn sẽ phải nạp $1 mỗi ngày thì các bạn sẽ nhận được cái dương này. Đây mình vừa nạp $1 đây và bây giờ nhận dương đây, đúng không các bạn? Đấy, xong một ngày nhá. Bên dưới đây là $3, mình cũng vừa nạp $3 rồi đây. Đấy các bạn nhá, quên béo quá không để ý mà tăng VIP hay không. Mai anh báo các bạn tăng VIP hay không sau nhá, nhưng mà chắc là có tăng đấy, chắc là thế. Thì cái dương này mỗi ngày các bạn sẽ nạp một lần sẽ nhận được một cái sự tự chọn này, các bạn có thể chọn lấy 2 mảnh Omega Google, 2 mảnh Ark Redemption ở trạng thái viện trợ đấy, đều viện trợ cả, hoặc là 20 bình Lon XP viện trợ dạng lớn đấy, loại large, hoặc là 3 mảnh viện trợ tư chất 14 đấy, tùy các bạn chọn nhá. Ok, tự chọn trong riêng kia nó có mà. Đây là cái gói $3 nhá. Còn gói $1 thì nó chỉ là tự chọn giữa chìa dương thần hoặc là dương mảnh vạn năng thôi, dương mảnh vạn năng chứ không phải mảnh vạn năng các bạn nhá. Nói chung là rẻ như thế thôi đúng không, $1 $3 ông cứ đòi nhiều. Còn cái cuối cùng thì là 500 kim cương, mình không rõ là 1 ngày hay là 7 ngày, chắc là 1 ngày các bạn ạ. Cho một được 1 viên đá thần bãi trưởng. Mình khuyên các bạn không lên, vì đá thần này chúng ta kiếm trong PK Link Server khá là rẻ. Còn ông nào mà lười không đánh nhập PK Link Server thì cũng không nên nào. Không nên dùng kim cương để đổi vì nó đắt quá. Trời phần khác một lần. Dù là đang có event tiêu kim cương của cái đợt rune chip với cả hồn lực này đúng không? Đấy, không lên nhá. Đấy, event đầu tiên trong cái đợt Twist Mode này gọi là event khởi động cho cái dịp Noel 2020. Ok các bạn. Event này tổng cộng sẽ diễn ra trong vòng 2 event đầu này thì diễn ra trong cái gì đấy? Nghe có nhảy event ghê. Event đầu này 9 ngày rồi mới kết thúc. Bách trưởng tổng 10 ngày à? mình tưởng chỉ có mỗi 7 ngày, đọc mỗi để mỗi đây tưởng có mỗi 6 ngày, hóa ra tổng là 10 ngày của bách trưởng. Còn event này thì diễn ra 7 ngày. Ok. Event cuối này thì diễn ra cũng 7 ngày luôn. Thế mà mày cho tận hết 10 ngày để làm cái gì? Tính là ngày hôm nay 11 ngày. Tật. Nhưng mà nó không giống như cái gói top up đâu nhá. Nó gần giống như cái top up, nhưng mà nó khác ở cái điểm là cái gói top up đây mình cũng vừa nạp gói top up đấy. Đấy, thì cái gói top up này nó không được tính ra hai gói kia đâu các bạn nhá. Gói này là phải nạp riêng đấy. Gói này chắc chắn là lên VIP, lên lợi tức, lên siêu lợi tức. Đấy, nếu như mà đủ 675 kim cương. Đấy. Còn hai gói kia là nó nạp thẳng bằng đô, không có gì dáng đến kim cương. Cái này là nạp kim cương thì nhận thêm thưởng thôi. Thế các bạn thấy là ngày cuối nó sẽ nhận được thêm cái vật phẩm tổng này. Đấy, tức là 20 mảnh tự chọn. Các bạn muốn chọn thì chọn giữa QT Cherry, Death Vine hoặc là mảnh vạn năng. Ngày 2, ngày 3 các bạn tự nhìn. Ngày 4 thì sẽ là mảnh Omega Google viện trợ hoặc là Acquisition viện trợ. Đấy. Ngày 5 thì cũng giống như là cái phần từng tổng, nhưng nó chỉ là 3 hộp thôi. Ok, mỗi ngày 135 kim cương gọi nhá. Đấy. Thì đúng không? Đây là nói thật cái event nạp này. Theo mình đánh giá không ngon là cái top up kia. Đấy là theo góc nhìn cá nhân nhá. Ok. Event thứ hai là event Fighter Trial, tức là thử thách võ sĩ. Mỗi người chơi mỗi ngày thì trong vòng các bạn nhìn dưới cách rốn thằng Mizuchi khoảng 5 cm ấy. Đúng không? Đo cái này. À không. Khoảng này phải 20 cm các bạn. Khoảng 15 cm. Đúng không? thì từ ngày 18, nó sẽ ghi là từ ngày 18 đến ngày 24 nhá. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 hay 7 ngày gì đó, khoảng 6 ngày các bạn ạ. Đấy, thì mỗi ngày chúng ta sẽ được thử thách đánh nhau với Mizuchi một lần. Các bạn bấm vào chữ trial là được đánh nhau. Đây là ngày ông ấy đánh rồi nên thành ra là không đánh nữa. Mỗi ngày chỉ có một lần thôi, không mua thêm được. Đánh xong thì nhận được 100 cái bông tuyết, một vé quay trong vòng đua dương Mizuchi và 2 hộp đồ ăn tự chọn cho tư chất 15. Đấy, thích cho ai ăn cũng được hết. Hay sao? Thì cái đầu tiên là cái vé này nhá, chắc chắn là chúng ta sẽ dùng để đổi được vật phẩm nào đó rất giá trị. Mình lấy đơn cử như được event gần nhất là event Halloween, thì các bạn sẽ có thể đổi 500 cái gọi là cái xu vật phẩm trong đợt Halloween ấy.
để đổi lấy một cái run đỏ tự chọn ngon nhẹ. Đấy. Còn cái vé này thì dùng để quay Dương Mizuchi. Đấy, thì một vé này nó chỉ khoảng 68 bim cơ thôi, chỉ bao nhiêu mà, đúng không? 68 bim cơ. Là các bạn đừng có mua nhiều quá các cái này nhá. Để mà rồi đánh nhau rồi cuối cùng là lỗ đấy. Đúng không? Tất nhiên những bạn nào yếu quá thì có thể mua. Và mình nghĩ là mua một cái được rồi. Nó tăng đến 1.000 điểm tấn công. À quên mất, 1.000%, nghĩa là tăng 10 lần điểm tấn công của bạn so với hiện tại. Đấy, à của mình thì lúc đấy mình vừa vào mình đánh rồi. À, mình cũng quay video rồi, nó thật là quay video rồi. Nhưng mà vì là chưa có các event, chưa làm, ạc mình nói thật là không làm. Đấy, nhanh cho nó vuông này thế. Dạo này ăn chay rồi. Ăn tán bánh mì không uống nước rồi các bạn. Ăn khan chứ không phải ăn chay. Đấy. Nên thành ra là không review các anh em ạc này. Nên thành ra thấy bạn ý vào, bạn ý như gắn mình, nhắn mình nạp thì ra mình review luôn. Đấy, đây các anh em nào mà muốn mình vào review ạc thì nhắn mình làm event nạp nhá. Mình rất là hay quay video. Vì ạc của mình có quay video đâu, đúng không? Quay mà nó không đầy đủ chi tiết thì quay làm rẻ. Vào đây quay có phải hay hơn không? Đúng không? Đấy. Thì đánh cái này ạc của mình đánh dễ lắm các bạn ạ. Để auto thắng, chả cần làm gì thắng ấy. Mình nghĩ là tầm chỉ có level 84, 83. Đấy, hai server mới nhất ấy là sẽ khó khăn trong việc đánh thằng Mizuchi thôi. Còn lại thì dễ không nhưng mà nó yếu cực luôn các bạn ạ. Rồi, chưa đánh nữa, đang quay nó chết rồi, nó không được hồi sinh ấy. Ok. Rồi đấy nhá. Còn một event nữa là event Lucky House. Ấy thì vì mình vừa nạp cái gói top up 135 kim cương ở trong cái event kia xong. Đấy, thành ra là mình sẽ được một vé các bạn nhìn. Ông già Noel ông ấy nói này. Đấy, các bạn nhìn này, amount charge là mình 2,99 đô đấy, đúng không? Gọi là 3 đô đấy, đúng không? Đấy thì với mỗi 2,99 đô thì mình sẽ mỗi 1,99 đô thì mình sẽ nhận được một cơ hội. Ở đây thì mình có tổng lượng lạp là đây là chop up hay là gì đây, hay là tổng đây? Chắc là đấy thì mình sẽ nhận tạm thời nhận một vé nhá. Ngày mai mình sẽ tiếp 135 kim cương xem nó biến thành 2 vé hay là 3 vé. Mình nghĩ sẽ thành 2 vé thôi. Vì ở đây các bạn để ý nó sẽ có một cái nó gọi là chop up, đúng không? Mỗi lần là chop up 1,99 đô từ ngày 18 đến ngày 25 thì sẽ nhận được một vé. Đấy, top up chứ không phải là lạp tích lũy, đúng không? Kiểu như vậy. Ở mục số 3 thì sau ngày 25, tức là từ ngày 25 cho đến ngày 31 thì với mỗi một lần top up là 3 đô. Đấy thì mình sẽ nhận được một vé nữa. Thì mình sẽ nhận được bao nhiêu vé? Thì lại nhận một vé nữa. Đấy, thì nói chung đợt này nó gọi là đợt bán sớm nên thành ra giá rẻ hơn. Đấy, còn sau này thì giá nó sẽ đúng hơn là 3 đô. Bây giờ chỉ có 2 đô thôi. Ok. Mục số 4 thì các bạn lưu ý rằng Dương sẽ không được event nạp đấy, event nạp top up ấy, nó sẽ không được tính sau 21 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo giờ máy chủ. Ok. Ngoài ra các cái phần thưởng ấy, những cái cơ hội ấy, những cái Dương ấy thì các bạn sẽ được tổng kết từ ngày 25 cho đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 nhé. Đây là nó viết sai thì 2020 rồi. Đấy thì nó sẽ phát chìa, nó sẽ phát cho các bạn cái dương đấy, sau khi các bạn tổng kết nạp ấy. Đấy, từ ngày 25 đến tận ngày 1 thì các bạn mở trong cái thời gian đấy. Đấy, còn event nạp thì sẽ kết thúc sớm hơn một tí, đúng không? Phần số 6 là nhắc nhở là người chơi nhớ mở cái phần thưởng của nó đúng hạn, nếu không hết hạn là không mở được đâu. Ok. Rồi, chung quy là event thì các bạn để ý như vậy, chúng ta có tới hai event nạp, event benefit pack là một event nạp mà khá là to, đúng không các bạn? Khá là nhiều nhưng mà nhỏ chứ không phải là to, nhiều nhưng mà nhỏ. Ok, hay là nhỏ nhưng mà nhiều. Đấy. Event thứ hai là event nạp đó, event lucky house. Thì các bạn mình nghĩ rằng cái event nạp này nó cũng không quá quan trọng, các bạn có điều kiện thì chơi thôi, ủng hộ nhà phát hành thôi thì nó không quá quan trọng. Và tất nhiên nạp thì các bạn sẽ có lực hơn so với những người chơi không nạp. Nhưng mình tin chắc chắn rằng nó sẽ không gây ra sự mất cân bằng đáng kể đâu. Event thử thách Mizuchi thì mình thấy rất là hay, đem lại cho người chơi những vật phẩm thay vì phải cày cuốc đi tán tinh, đúng không? Để nhận được những cái xu tuyết này thì bây giờ chúng ta lấy rất là dễ dàng. Ngoài ra còn được đánh nhau với Mizuchi, xem hình dáng tròn méo ra làm sao, đúng không? Nó cũng thú vị hơn những cái event trước đó. Còn cái vé này nó thật cũng bình thường. Đấy. Gọi là hàng free thì các bạn tưởng tượng 7 vé à? 7749 đấy, sắp xỉ được khoảng 500 kim cương thôi, thế cũng là quý rồi nhỉ. Rồi,
Còn bên trong này thì mình để ý rằng cũng có thêm những cái event khác cũng đáng quan tâm. Event này event cũ nhá. Event này thì mình vừa mới nói rồi. Event double cái gì ở campaign reward double, tức là vượt màn chính sẽ x2 thưởng. Thưởng ở đây bao gồm đá thần và nguyên liệu tăng đẳng. Đấy, gọi là đá cường hóa và nguyên liệu tăng đẳng. Test manager này của quay chip cũng là cũ rồi. Chúng ta có event mới là event Christmas, nhiệm vụ làm nhiệm vụ Giáng sinh. Đấy thì các bạn để ý là các vật phẩm của nó cũng không có nhiều sự lựa chọn. 4 sự lựa chọn nhưng mà nó là không nhiều. Ok. Toàn tư chất 15. Theo mình vẫn là thuộc cái dạng mới nhưng mà không phải ai cũng chơi. Có lẽ các võ sĩ nhiều người sử dụng nhất là Rap và có lẽ là Rap thôi. Nhưng mà Rap thì để lâng lên lục bôn, mảnh vạn năng thường lại không phải là cái vấn đề chính mà nó lại là hồn vũ khí, đúng không? Còn các vị trí khác, nhà Clark thì rất hiếm người chơi. Terrico, ai đã lâng S-Max thì lâng rồi, bây giờ mới lâng S-Max thì hơi muộn. Đấy. Thì những người nào lâng muộn thì được lợi. Còn Vice thì sẽ là những người chơi Vice, có lẽ là những người chơi được lợi nhất. Vì đa phần bây giờ thì chỉ dừng lại ở mức độ là Vice 5 sao tam môn. Đấy. Thì đây là cơ hội tốt để nâng, đúng không? Hoặc là Vice chưa lục bôn. Sau này là bán hồn vũ khí của Vice cũng rất là rẻ, dự kiến khoảng 12-14.000 kim cương một cái. Thì các bạn có sẵn mảnh rồi thì sau này nâng nó sẽ rẻ hơn, đúng không? Đấy, dễ. Vice ở mục 1 vẫn tốt hơn nhiều so với Vice ở trạng thái nhị môn các bạn nhé. Rồi chúng ta còn là gì khác không? Mỗi thế thôi. Đấy, mỗi ngày các bạn sẽ nhận được 3, tối đa là 3 cái mảnh tư chất 15 đấy. Các phần khác cũng được, dù rằng nó không quá giá trị. Như đây là đồ free diễn ra trong vòng 7 ngày, cộng dồn lại cũng thành cục to phết đấy. Đấy, nhiệm vụ nhìn chung là khá dễ dàng, không phức tạp, đơn giản. Đấy, đây là gọi là nhiệm vụ tiền Halloween. À quên mất, tiền Giáng sinh gọi nhá, tiền Noel. Tiền đây là trước đấy. Ok, hoặc cũng có thể hiểu tiền là tiền cũng được. Đấy, hiểu theo tiếng Việt cũng được. Thì sao nhỉ? Thôi hãy cùng thưởng thức cái đợt Halloween này khởi đầu, gió đầu mùa Halloween. Thì chúng ta sẽ còn những event rất lớn khác ở đằng sau. Sau khi kết thúc chuỗi event gọi là tiền Halloween này thì sẽ là vào cái phần gọi là chính Halloween. Đấy, thì chắc chắn là sẽ có mèo, có Mizuchi và thậm chí là cả các võ sĩ miễn phí, biết đâu Dulon lại cho miễn phí trong đợt event này thì sao, đúng không các bạn? Chúng ta hãy chờ đón trong những đợt event tiếp theo nhé. Đừng quên để lại sự theo dõi của các bạn kênh của mình bằng cách ấn like, thì nó sẽ giúp cho bạn là dễ lên kênh của mình, dễ lên đề xuất với các bạn hơn, đấy, với những người chơi khác hơn. Ấn subscribe để cho cái kênh YouTube của mình nó càng ngày càng tăng và các bạn cũng sẽ được thông báo video ngay khi mình đưa thông tin, đúng không? Thông tin luôn luôn được cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhỉ? Đấy, và đầy đủ bạn. Rồi, ok. Hẹn lại các bạn trong cái video tiếp theo.